Cô đồng Trương Thị Hương từng gây bão trên TikTok một thời gian dài, nay vừa gây xôn xao khi một lần nữa vướng vòng lao lý, bị khởi tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đợt điều tra bổ sung bởi trước đó cô từng bị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bổ sung để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Trương Thị Hương, sinh năm 1986, trú tại thị xã Kinh Môn, trong một vụ án khác, nạn nhân khác. Trương Thị Hương, còn được gọi là cô đồng Trương Hương, được biết đến là cô đồng xem bói bằng hình thức bổ cao, nổi tiếng với câu nói đúng nhận, sai cãi. Bị can Hương bị khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác, nạn nhân khác. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của bị can này, nguồn tin của Dân Trí cho biết. Việc khởi tố bổ sung đối với bị can Hương nói trên là diễn biến mới sau 5 tháng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn khởi tố bị can này cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin, trước đó, vào tháng 8 năm 2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố, bắt tạm giam cô đồng Trương Thị Hương để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Thị Hương bị người dân tố cáo nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền. Bị can Trương Thị Hương vừa qua nổi tiếng trên mạng xã hội với việc bổ cao xem bói và câu nói đúng nhận, sai cãi. Trương Thị Hương còn được gọi là cô đồng Trương Hương, bị người dân tố cáo đến cơ quan công an về việc nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền. Theo tài liệu điều tra, ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh Trần Thế X cùng mẹ đẻ là bà Vũ Thị Hát, 56 tuổi, đến nhà Hương ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xem bói, xem phong thủy và tìm hiểu về những khó khăn gia đình đang gặp phải trong cuộc sống. Tại đây, cô đồng Hương phán nhà anh X đang ở bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá, gây vận hạn của gia đình. Hương nói muốn giải quyết cần phải làm lễ giải tiến hình, tức phải có hình nhân thế mạng, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà, cúng bái bát hương. Hương gợi ý anh X làm lễ di cung hoán số, cầu bán được nhà, cầu bình an với giá 270 triệu đồng. Khi anh X trình bày hoàn cảnh gia đình không lo được số tiền đó, cô đồng này giảm giá xuống còn 180 triệu đồng, hứa cho anh X làm chủ đài rồi dặn hôm làm lễ, nếu có ai hỏi phải bảo đã đóng 300 triệu đồng. Ngoài ra, cô đồng Trương Hương còn hứa hẹn đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, gia đình anh X sẽ bán được nhà. Nhưng sau khi cúng lễ, chờ đến hết tháng 12 năm 2022 vẫn không bán được nhà, anh Xuân làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trương Thị Hương, gửi lên cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, ngày 9 tháng 2 năm 2023, Công an thị xã Kinh Môn phạt cô đồng Hương 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đến ngày 22 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 2, điều 174, khoản 2, Bộ luật hình sự.